Hello anh em, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một ứng dụng, đó là ExpressVPN. Cái ứng dụng này có cái tác dụng là giúp anh em cải thiện được tốc độ chơi game của mình. Khi mà mạng anh em giật lag thì anh em có thể tải cái ứng dụng này về. Ứng dụng này đã có trên cửa hàng Google Play hoặc là App Store nha. Đây, tôi đang sử dụng App Store để tải cái ứng dụng này về. Thì tôi sẽ vô game test thử cho anh em xem cái hiệu quả của nó như thế nào. Ở đây có rất là nhiều đường truyền thì anh em có thể chọn cái chức năng thông minh là nó sẽ tối ưu nhất. Bấm vào kết nối, đang kết nối là xong. Đấy, bây giờ có thể vào game trải nghiệm nha. Đây, bây giờ tôi sẽ vào Liên Quân thử nha. Đây, bây giờ vào game để kiểm tra mạng. Thì lúc trước tôi có nói là mạng nhà tôi rất là lắc, từ khi tải cái Xbox này về thì tôi cảm thấy chơi game rất là mượt. Combat không bị giật lắc nữa thì anh em nên tải về để trải nghiệm cái ứng dụng này rất là tốt nha. Bây giờ chúng ta vào game thế nào. Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của Ricky Gaming. Tôi đã trở lại sau một đêm đi chơi dài rất là mệt mỏi ở công ty. Hôm nay tôi đi đường lại tiếp tục với Ryuma nha. Thì tôi đã có nói là Ryuma là một con tướng dạo gần đây xuất hiện ở đường Thà Thần rất là nhiều. Và để đi đường với nó thì tôi cũng đã đi rất là nhiều lần rồi. Đây, cứ farm tên lính này trước đi nha. Để đi đường cái Ryuma thì tôi đã nói với anh em rất nhiều là cứ áp sát nó, đừng có giữ khoảng cách làm gì. Ryuma rất là sợ áp sát thì cứ áp sát nó mà đấm thôi. Mình áp sát, mình hất tung bằng chiêu 1 và mình phá giáp bằng chiêu 2, mình đấm mình cũng được hồi máu mà, không phải sợ. Ryuma nó khi nào nó có được level 4, nó có được chiêu 3 thì nó mới hồi máu thôi. Còn mình thì có khả năng hồi máu ngay từ level đầu rồi, thì cứ tự tin lên nha anh em. Đừng có giữ khoảng cách, cứ đánh thẳng luôn, áp sát đánh á. Thần thủ của thằng này có vẻ rất là nhanh nhẹn nha, sử dụng chiêu 1 liên tục rất là nhanh và chính xác. Thì đây là một đứa biết chơi Ryuma. Đó, không có sợ nó. Rước rất là nhanh luôn, lướt liên tục. Cái trang phục mới của Ryuma Yukio Tachibana này tôi thấy nó rất là mượt nha. Rất là nhiều anh em thích sử dụng. Mặc dù đó là một cái skin được cho miễn phí nhưng mà hiệu ứng nó rất là mượt. Nhìn cũng khá là đẹp. Đó, thanh niên này farm rất là nhanh luôn. Một người mà biết chơi Ryuma thì cũng rất là khó chịu nha. Thì nó sẽ sử dụng cái độ cơ động của cái chiêu 1 và nội tại, và cũng như cái nhất kích tất sát để cấu rỉa mình rất là khó chịu. Cho nên khi mà đánh với những đứa Ryuma mà biết chơi thì anh em phải tập kích bất ngờ. Đây có tốc biến nha, tốc biến chiêu 1 đẩy lùi. Đây có mạng của Elandor với lại Limbo luôn nha. Đó, double kill quá thơm. Mình không ăn được Ryuma thì mình sẽ ăn mạng của Elandor và Limbo. Có một vài anh em hỏi cái cách mà combo chiêu 1 tốc biến nó như thế nào á, thì anh em nói chung là anh em cứ vô đấu luyện, anh em luyện cho nó quen tay cái kết hợp giữa chiêu 1 và tốc biến đi. Khi anh em thuần thục được mà nhanh rồi đó thì anh em hãy bắt đầu áp dụng cái chiêu 1 tốc biến cùng với lại anti. Bởi vì khi mà cái chiêu 1 lướt lên á thì tướng địch cũng sẽ bị khống chế, bị hất tung rồi. Thì anh em đừng có gấp hấp tấp làm gì. Đây, bắt cho con Lily nha. Bắt vào con Lily, trời ơi nó lướt nhanh quá, nó lướt được rồi. Lily nó quá cơ động anh em ơi. Quy mà cơ động giống Lily là cũng có số có má trong cái game này, chứ không phải là ít người chơi như vậy đâu. Đó, khi đi đường với Ryuma thì anh em cứ lên đôi giày hộ vệ cho tôi nha. Lên đôi giày hộ vệ để giảm cái lượng sát thương vật lý của nó gây ra. Có Elandor với lại Ryuma ở đây. Chạy thôi. Đó, hôm qua có anh em nào comment mà nếu như mà bị tướng địch mà găng thì có cách nào để không phết không em? Cái cách duy nhất là AFK trong tế đàn thôi, chứ mà một khi mà nó mà đã muốn găng anh em rồi, nó đè anh em rồi thì anh em chịu sao nổi. Chỉ có nước mà đứng trong trụ mà ôm thôi, mà ôm mà nó băng trụ cũng chết. Nói chung cho dù mà tay to mà cỡ nào á rồi bị găng nhiều rồi cũng phải chết thôi anh em à. Cho nên cái cách duy nhất mà để không chết là ôm tế đàn AFK rồi không phết thôi. Rồi ăn con dê luôn, xin con dê. Ở đường trên coi bộ team bạn ép rất là nhiệt tình nha. 3-4 đứa ở trên kìa. Vio nó lộn bắn, nó bào trụ rất là dữ dội luôn. Team mình ở trên là mất trụ rồi đó. Dán này là coi bộ là team mình là lép vế rồi. Đây bắt vào Ryuma nha. Bắt vào Ryuma. Nó lướt rất là nhanh.
Rồi nó cấu rỉa đau quá. Thanh niên này là thuộc dạng là biết chơi đó anh em. Thân pháp rất là nhanh nhẹn. Mất quả cầu. Phá giáp. Rồi nguy hiểm nha. Đó. Tóc biển liền, tóc biển liền. Thanh niên này ôm trụ thì rất là khó chịu. Đây có sự xuất hiện của Florentino ở đây. Cái pha hồi nãy là nó cấu rỉa thật sự là rất là đau. Lúc nãy là tôi bị trụ bắn một cái nữa. Nếu như mà nó chịu bước ra ngoài, nó solo 1-1 công bằng với tôi là nó không mất cửa đâu. Thanh niên này cứ ôm trụ thì bay vô trụ rất là nguy hiểm. Tại vì nó biết là cái kèo quy nó rất là khó ăn, cho nên nó ôm trụ nó cấu rỉa thôi. Chứ mà nó mà bước ra ngoài phạm vi trụ á, là tôi đẩy nó vô tường là tăng sát thương là nó chết đấy. Đố nó dám ra khỏi mé sông này luôn ha. Anh em thấy mà nó cứ ôm trụ này không. Đấy, cứ ở bên trong mà cấu rỉa ra rồi sử dụng loạn chạm để hồi máu. Thằng này đánh rất là nhát nha, biết đánh nhưng mà nhát. Đây tôi sẽ cho đây tôi up nó. Dụ nó, đây. Thì lướt rất là nhanh. Thanh niên này lướt rất là nhanh nhưng mà nhát, không dám chơi. Đánh với mấy thằng này rất là chán luôn. Muốn kiếm highlight để quay clip cho anh em mà gặp mấy thanh niên mà âm chủ này rất là chán. Kỹ năng nó cục dạng có mà anh em nhìn cái cách của lướt của nó và cái những cái tung chiêu của nó là biết chơi, có điều nó nhát thôi. Nãy giờ nó đâu có dám ra phạm vi mé sông đâu anh em thấy không? Nó cứ ở bên trong cái phạm vi trụ để cho nó farm, nó có đồ rồi nó đi, nó đảo lên. Rất là khôn luôn. Thấy nó mà thấy mà Quy xuất hiện một cái là nó sẽ lướt đi liền. Nó cũng sợ tôi mà anh em. Thôi đảo lên đi, không chơi với quỷ gì nữa. Đó, tìm địch nó ép dữ quá nha, tìm địch ép dữ lắm đó. Bắt vào Elandor nè. Đó, giờ nó thấy đồng đội nó đây nó mới lên. Anh em thấy không? Nó khôn lắm. Nó không có dám solo, nó thấy nó có đồng đội nó mới lên. Thì thanh niên này là cũng đánh rất là khôn đó. Và nguy hiểm nha. Nguy hiểm nha. Trời ơi. Dán này team tôi bị ép cũng khá là nhiều. Nãy giờ bên nó mới mất một trụ à, bên team tôi là mất tới 2 trụ rồi. Bởi vì anh em nói có dán nào tôi bị ép không? Thì đây dán này đang bị ép đây nè. Cái trụ còn xíu máu rồi, hết cứu rồi. Dạo này lính nó di chuyển rất là nhanh và cái tốc độ đánh của nó cũng rất là nhanh luôn. Cho nên anh em nào mà đi đảo len thì cẩn thận dọn tên lính trước rồi hãy đi. Chứ bây giờ mà sơ hở một cái là lính nó đẩy một phát tới nhà rất là nhanh luôn. Đường giữa lại giao tranh rất là nhiều. Đây, xuất hiện đây. Chắc chắn team địch nó thấy được rồi, không có bọc được. Đó, anh em thấy tên lính của tôi nãy mới đẩy chút xíu mà nó đã lên tới chủ thứ hai bên kia rồi ha. Lily chạy rất là nhanh nha. Ăn con dơi đi. Nếu mà ở trong những cái tình thế mà bị ép như thế này á, thì nếu như mà team mình mà đép ổn á, thì anh em hãy đẩy lính lên, đẩy lính đều hai cánh lên là team địch nó sẽ tách ra. Vilma rất là khôn, nó biết tôi ở trong bụi, nó chọt, nó chét bụi nhưng mà vẫn làm sao sống được. Thêm con này nữa. Ui trời ơi. Còn một chút xíu máu nữa thôi là có mạng của con Lily rồi. Nó cơ động quá anh em ơi. Nếu dáng đó mà tôi mà có sức mạnh của Yuka nha, lướt chiêu 1, chiêu 2 rồi ulti một cái thôi là có mạng của con Lily luôn rồi. Cái tầm lướt của con Quy quá là ngắn, cho nên không thể nào mà chạm vô được người con Lily. Lily rất là cơ động luôn. Do bị giảm sức mạnh nhiều, nhưng mà bù lại thì cái độ cơ động của nó sẽ bù đắp được tất cả. Rồi bây giờ tôi sẽ trở lại trận đấu, ráng cố gắng mà giúp Win được cái dáng này. Đây đang giao tranh ở đường giữa rất là nhiều. Và bên team địch đã ăn được con rồng. Anh em thấy tình lính của tôi đã đẩy có được cái chỗ thứ hai bên đường tà thần rồi thấy không? Lily đánh rất là hổ báo nha. Đây có sự xuất hiện của Ryuma ở đây. Ryuma đúng là thấy có đồng đội ở đây nó mới dám đánh nha anh em. Chứ một mình nó là nó không dám solo với tôi đâu. Thấy không? Nó có đồng đội của nó mới nhảy lên nó chọc tôi. Chứ hồi nãy giờ anh em thấy nó toàn ôm trụ không à. Thôi không sao, có được cái mạng chấm dứt của con Lily là cũng ngon rồi. Nãy giờ bắt hụt Lily cũng mấy lần, cuối cùng có được mạng xích đao của nó.
lên cái huân chương trôi đi, huân chương trôi để tránh bị con Lily nó sốc đam. Lily sốc đam phép thì chứ đau lắm. À, đường dưới nó là đẩy trụ rồi. Team địch ép rất là quyết liệt nha. Con Elandor từ ngày được tăng sức mạnh ở cái chiêu 2 thì nó đã trở lại rất là nhiều. Cái khả năng của nó là có thể hóa giải được những cái chiêu thức. Kể cả thằng này tao đã chạy rồi mà mày vẫn đuổi theo là mày chết. Mày không chịu buông tha cho tao là tao sẽ không tha cho mày. Tao đã định lui về rồi mà mày vẫn lộn lên. Mày bắn tao. Team địch nó xâm lăng vô rừng tôi quá nhiều anh em ơi. Xâm lăng quá nhiều. Đây tôi sẽ bọc ở đây nha. Đẩy tên lính này lên cái đã. Đây tôi sẽ bọc vô đây. Chặn đầu tụi nó. Tụi mày yếu máu hết rồi. Tụi mày yếu máu là tụi mày nằm xuống. Thằng Limbua đây. Rồi. Đẩy lên luôn. Tranh cơ hội là phải bào trụ liền. Những cái lúc mà mình team mà mình bị ép bị thọt như thế này thì có cơ hội bào trụ anh em cứ bào nha. Bởi vì cái trụ nó vẫn là quan trọng nhất. Không ăn mạng nhưng mà mình bắt buộc phải ăn trụ thôi. Canh mà team địch mà sơ hở mà đánh á, anh em bào trụ được cứ bào. Chứ đừng có qua giao tranh nhiều khi thua là mất luôn. Phải lấy lại được lợi thế. Đứa nào nói gì nói. Đứa nào nói gì không giao tranh tổng chứ mà mình có được trụ cũng ngon rồi. Đây lên lên cái giáp này đi, lên giáp này đỡ bị thằng mấy con xạ thủ nó bắn. Bị cái giáp này nếu như mà xạ thủ nó bắn vô mình thì nó sẽ bị giảm cái tốc độ chạy thì mình có thể là mình bắt được nó. Elandor rất là khó chịu nha, rất là khó chịu. Còn Lily nó hộ báo, vẫn hộ báo ở dưới nè. Một mình Lily cân 5 bị Floor giết rồi. Con Quy thì để mà bắt vô một thằng Elandor thì cũng rất là khó, phải đánh bất ngờ mới được. Thanh niên Ryuma đây. Team bạn là thuộc dạng là cũng có kỹ năng cao đó chứ đâu phải là non tay đâu anh em. Lily nó chết rồi. Elandor em ra nè. Bắt nè, có tốc biến là bắt Elandor nha. Ya, trời ơi, đau quá. Ném xíu lên bảng này. Lui về. Cái tóc biến này chỉ để dành bắt vào chủ lực bên nó thôi. Giờ mà có tóc biến thêm lần nữa là ngon rồi anh em ơi. Tóc biến nó hồi lâu quá. Phải chi tóc biến là hồi khoảng 60 giây thôi là tóc biến liên tục. Phê luôn. Tới 2 phút lần. Đây nè, bọc nha. Đây. Thằng Elandor. Thằng Ryuma. Con Vayu. Bay lộn qua tường rồi, đuổi theo nó, đúng rồi. Thằng này nữa, Limbua. Nè mà anh em thấy không? Chị Quy là mình phải tư duy, mình bọc đầu. Đó anh em thấy không? Bị ép. Ép từ đầu game, giờ cuối game lật. Rất là dễ. Còn mình Lily làm được gì? Lên huân chương trôi đâu sợ đâu. Đó, then vô. Bào trụ luôn. Đẩy đến vô. Này nè, bắt Lily nè. Phải giết được con Lily, đó. Rồi video này là hết rồi, cảm ơn em đã theo dõi nha. Hẹn anh em clip bữa sau.